rời Giang Thành, tạm biệt chị Phương, chú Lượng, vợ chồng cô Cầm. Những người nông dân cần cù, chất phác ấy đang ngày ngày chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ cột mốc chủ quyền quốc gia. Chúng tôi lại xuôi về Rạch Giá để đến với quần đảo Nam Du để kể câu chuyện về tình cảm gắn bó giữa thầy và trò nơi đảo xa. Không chỉ dạy kiến thức mà thầy cô còn là người thay cha mẹ chăm sóc cho cuộc sống của các em trong những ngày đi học xa nhà. Ngoài dạy học, bên cạnh đó còn dạy lũ trẻ nết ăn, nết ở, cách tự lập và chăm lo bản thân cũng như giúp đỡ người khác. Nên mỗi buổi đi học về sớm, các em đều phụ giúp cô Linh nấu ăn. Gần gũi bọn trẻ cũng là để hiểu tính cách, biết sức học, biết những thay đổi hay suy nghĩ của mỗi đứa mà kịp thời động viên hay có những phương pháp tiếp cận giúp cho các con học tốt hơn, bớt nhớ nhà hơn và hào hứng với việc học hơn. Con ở khu nội trú này lâu chưa? Dạ, con ở khu nội trú thì 3 năm rồi. Con ở đây 3 năm cơ mà, thì con ăn cơm như thế nào? Hồi năm trước lúc mới qua đây học là con tự nấu. Các con tự nấu luôn? Dạ. Các con nấu như thế nào nhỉ? Mẹ mua đồ cơm, mẹ mua cá, thịt qua cho con và chúng con tự nấu cơm và làm đồ ăn ăn hơn. Từ ngày mà con ăn cơm nhà cô Linh thì như thế nào nhỉ? Từ ngày mà con ăn cơm ở nhà cô Linh, con cảm thấy nó ngon hơn khi mình thử nấu và nó đỡ bồi bổ hơn. Có một số em mới đến thì không biết làm nữa. Ở nhà là không phải làm việc nhà thì ba mẹ làm hết hoặc là anh chị làm hết, chưa phải làm. Thì sang đây em cũng chị dạy cho làm từ việc là lặt rau rồi rửa chén thì như thế nào, rồi dạy cho các em cách mà phải gọn gàng trong cái bếp của mình, trong cái nhà của mình như thế nào.
dạy các em con chữ, chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ. Cô đã trở thành người mẹ thứ hai của các em. Cô với trò gắn bó như một gia đình, và khu ký túc xá này chính là căn nhà chung ấm áp. Tạo thói quen lao động, gương mẫu làm và chỉ bảo cho các con, khiến các con thấy có trách nhiệm với môi trường sống. Là mẹ của một đứa trẻ đã khó, nay làm mẹ cả 10 đứa và đủ mọi lứa tuổi và nhiều tính cách khác nhau thật khó khăn. Cô Linh cùng đồng nghiệp luôn dành tình thương và bằng những sự quan tâm để thay mặt cha mẹ dạy bảo, đón từng ý nghĩ, tâm tư và cả những thay đổi trong suy nghĩ bọn trẻ để chúng không bị nao núng chuyện học xa nhà.